Để lời cầu nguyện chúng ta được xuất phát từ tấm lòng chân thành, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng thực hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa hoàn toàn và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng đấng Chúa thánh thần trong vinh quang. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh giá như tấm gương sáng lan để mọi người văn chương. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lề nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hương niềm an vui bình cương trong nhà cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Lời Chúa trong sách Luân ca: Đức Chúa làm cho người cha được để ven vì con cái, cho người mẹ tên đi quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu, ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi còn chuyện họ sẽ được lắng nghe, ai tôn vinh cha sẽ được trường họ, ai vâng lời Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy chăm sóc con cha, hãy chăm sóc cha con. Khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ là người buồn tuổi, người có lũ lộn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người, vì lòng hiếu thảo đối với cha sẽ không bị lãng quên và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa. Hạnh phúc thay, bạn nào kia.
lòng của Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi đến hữu Cô-lô-xê: Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiền thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhung, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là những mối gia liên kết tuyệt hảo, ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều kiện tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dễ tri ân, ước chi lời Đức Chúa ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan để tỏ lòng biết ơn. Anh em hãy chiên cả tâm hồn và hát dân Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần ký linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu là nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chữ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bất tức, kẻ chúng nể lòng. Đó là lời Chúa. Này ông chạy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi Tô báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herodê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herodê cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Luôn yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, đồng thời
biết nỗ lực hoàn thiện bản thân, luôn sống xứng đáng với phẩm giá làm người và làm con của Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Nguyện cho lời Đức Kitô được trong anh em cách dồi dào. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn biết duy trì giờ kinh chung trong gia đình, siêng năng suy niệm và sống lời Chúa, tích cực xây dựng gia đình mình trở thành một cộng đoàn chiên chăn cầu nguyện, sống yêu thương phục vụ và hăng say loan báo tin mừng. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lên Chúa qua lời cầu cử của gia đình thánh gia thất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sáng lên cuộc trao đổi làm cho chúng con được đổi mới,
vì khi ngôi đời của Chúa mặc lấy tấm thân mỏng giọt của chúng con, thì loài người phải chết, không những được hưởng vinh dự bình thường, mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa ban sự sống và thánh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân thiên đệ tử đóng sang Tây, họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa thánh thần đoái thương thánh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lên người, chúng con thường hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, xin người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm tinh tinh. Mời Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chỉ trên và tình dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ân cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để vui lòng Chúa, xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời chân tin Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Bất Thanh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, và cùng các thánh bổn mạng chúng con và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Phù Lễ Hòa Giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Aloisio chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân Thiên Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha tan tàn mang khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha đồng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thế người này, chúng ta giáng nguyện rằng và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
con chẳng đáng Chúa ngợi và nghe con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ đồng hành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệm thánh thể, xin cho chúng con hạnh biết noi gương thánh Cha thân, để sau đời vô ai được cùng Chúa Giêsu Kitô Đức Mẹ và Thánh Cha Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong sóng nhỏ.